lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu phần từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu hồng vững bền, xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Hôm nay toàn thể đệ tử chúng con thành tâm quỳ đôi trước phần đài lễ kính chư Phật, ngựa nguyện hồng ân Tam Bảo chư đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng, thủy từ lai lâm chứng giám gia hộ cho tất cả đệ tử hiền tiền chúng con cùng gia đình thân quyến được tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trưởng đạo tâm kiên cố tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Giới hương định hương dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đại biên phạm giới cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tăng Tát Đại Chứng Minh. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chúng bốn loài. Nay con nguyện quy y diệt trừ vô lượng tội, dâng lên lời tang thang, ưng kiếm vẫn không cùng. Phần chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương phần bảo hào quang sáng ngời. Trương bảo tòa thánh con ẩn hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chi tâm đảnh lễ Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh pháp. Chi tâm đảnh lễ Nam mô khắp mười phương
hư không tất cả hiền thánh tăng. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Chứng Minh Phụng Nguyện. Ba cõi luân hồi thần thảm thương, sinh sinh tử tử khổ vô lượng. Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng, quy tam bảo thoát tam đồ. Bể khổ mênh mông quay đầu thấy, bên một phút lỡ lầm ngàn thu ân hành. Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ đôi trước phần đài lễ kính chư Phật, ngựa nguyện hồng ân tam bảo thùy từ lại lâm chứng giám, gia hộ cho tất cả đệ tử hiền tiền chúng con cùng gia đình thanh quyến, đường tật bệnh tiêu trừ tai khoa nàng, khỏi tội diệt phước sanh thiền căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố tinh tấn tu hành. Cầm cầu siêu chư vị hương linh gần xa quanh đây, cùng hết thảy chư vị hương linh trong cõi giới siêu hình, được nương nhờ thần lực mười phương chư Phật từ tài về đây nghe kinh nghe pháp. Quy tam bảo xả bỏ ưu phiền, nhân tâm hướng thiện, nhớ đến vô thường tìm về vô ngã, rồi nhờ công đức này sớm siêu sanh về miền tình cận, đời đời không còn thôi chuyện với chân pháp, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ quý y Phật đưa nguyện chúng sanh thế giải đại đạo, phán vô thường tâm. Từ quý pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Từ quý tăng đưa nguyện chúng sanh thông ly đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.